Dạ có. Đã sốt hả? Nhưng mà sốt nhẹ Dạ. Hôm nay mình học hay mình làm bài tập gì vậy cô? Sao con? Hôm nay mình học hay mình làm bài tập gì vậy cô? Mình học con. Mình học lý thuyết các cái xong là chuẩn, qua tuần chúng ta phải ôn tập, thứ ba thứ sáu chúng ta phải làm bài tập. Dạ cô. Bữa nay bữa trước thì cô mới giảng xong đến cái bài lực hướng tâm, bữa nay chúng ta sẽ học hai bài, đó là cái bài chuyển động ném ngang. Và cái bài sang cái chương 3, bài đầu tiên của chương 3. Như vậy chúng ta sẽ học cái bài cuối cùng của chương. Đó là chúng ta xét về một cái chuyển động. Nó không phải là chuyển động ngang, không phải chuyển động thẳng đứng nữa. Mà nó sẽ chuyển động có quỹ đạo dưới dạng là một đường cong. Thì cái hình ảnh về cái bài toán về chuyển động ném ngang của chúng ta nó khá là nhiều. Thực ra cái bài này là một cái bài tự học nhưng mà nó cũng khá là khó, nên đó cô hướng dẫn các con học luôn, giảng bài luôn. Thì đây là cái hình ảnh mà khi chúng ta bắn súng thì các con thấy rằng cái lòng súng chếch so với phương phương ngang. Khi bắn viên đạn rời khỏi lòng súng thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ đi dưới dạng là một đường cung, hay đây là một vận động ném lao. Thì các con sẽ coi các cái vận động viên thể dục ném, thì các con thấy rằng hình ảnh người ta ném dưới dạng gần như là một ném xiên lên một góc so với phương ngang, rồi sau đó đạn rơi xuống dạng một đường cung.
Hoặc là khi mà cái máy bay thả các hàng cứu trợ thì các con sẽ thấy rằng đối với những cái hình ảnh máy bay đi thì không phải là khi muốn máy bay muốn mục tiêu thả hàng cứu trợ ở đâu thì chúng ta bay lên tới đó mà thả, mà chúng ta phải có một cái vị trí ném cho nó phù hợp, thì khi đó cái vị trí mà bật rơi xuống nó mới đúng mục tiêu. Thì tất cả những cái giải quyết được những vấn đề đó thì chúng ta sẽ đi vào cái bài chuyển động ném ngang. Các con quan sát cái hình ảnh ném ngang của một vật. Ở đây chúng ta thả một cái viên bi ở ngay mép mép bàn. Và nó sẽ chuyển động với vận tốc ban đầu là V0 từ một cái độ cao h, có nghĩa là so với mặt đất nó sẽ có một cao h, và chúng ta bỏ qua sức cản của không khí, các con quan sát xem nó sẽ chuyển động như thế nào. Thì khi ném xuống thì cái quỹ chúng ta ném là ném theo phương ngang, nhưng mà viên đạn viên bi đó nó sẽ rơi xuống dưới dạng một đường cong. Như vậy tại khi theo các con thì khi chạm đất nó có rơi đúng với vị trí mà ngay vị trí ném không, hay nó rơi xa hơn? Chúng ta ném nó. Dạ, con nghĩ là xa hơn. Nó cách vị trí một cái vị trí ném của chúng ta một một khoảng. Do đấy để khảo sát được bài toán này chúng ta sẽ chọn các cái hệ trục như sau. Thứ nhất là các con phải gắn vào nó một hệ trục tọa độ Oxy. Chiều trục Ox sẽ là trục nằm ngang theo phương ta ném, và trục Oy là trục hướng xuống, góc tọa độ là tại vị trí ném. Đây là trục Ox. Và cái trục OE của chúng ta thường sẽ là theo cái trục của phương của trọng lực và hướng xuống. Và cái quỹ đạo các con thấy rằng đây sẽ là một đường cong, vị trí ném ở đây, như vậy nó sẽ ném ở vị trí này. Đây là lý do tại sao khi các máy bay chiến đấu hoặc là các máy bay cứu trợ, chúng ta bao giờ cũng phải xác định được cái vị trí chúng ta, mục tiêu của chúng ta thả hàng hay là ném bom, chúng ta phải có một cái vị trí xác định, và từ đó chúng ta cũng sẽ xác định được cái vị trí bắt đầu chúng ta cắt quả bom, để làm sao vị trí quả bom khi rơi xuống nó rơi đúng mục tiêu, hoặc chúng ta bắt đầu thả hàng ở vị trí nào để cho hàng của chúng ta, các hàng cứu trợ của chúng ta có thể rơi đúng xuống chỗ vị trí người dân mà chúng ta đang cần mục đích cứu cứu trợ đối với các cái dịp mà mưa bão. Thực ra trong cái bài toán này khi hiểu một vấn đề thì nó hơi có vẻ như trừu tượng, nhưng chủ yếu các con thuộc công thức để làm bài toán. Đối với vật lý 10, ở trong vật lý phần này thì các con chỉ thuộc công thức thôi. Bài toán các thầy cô ít khi mà đòi hỏi các con phân tích nhiều hơn. Lúc này không còn phân tích nữa. Chúng ta quan sát đây hình ảnh bắn viên bi. Khi mà bắn viên bi thì các con thấy rằng viên bi nó không rơi xuống ở vị trí này mà nó nằm ở vị trí này. Có nghĩa là cách vị trí ném một cái quãng đường. Nếu các con dùng thước, các con có thể đo được từ vị trí mà nó nằm ở trên mặt đất đến vị trí mà chúng ta bắt đầu búng tay để cho viên bi bay đi, thì chúng ta sẽ thấy được nó có cách một quãng đó. Cô ơi, bài này là bài tự học cho nên sẽ không kiểm tra hả cô? Bài sẽ không kiểm tra không? Nhưng mà cô giảng qua để chúng ta nắm được vấn đề. Đây là hình ảnh mà chúng ta bạn đi thì nó sẽ theo một cái đường như này. Nếu con thả từ trên xuống thì nó sẽ đi theo đường này, nhưng mà nếu chúng ta búng tay thì nó sẽ tạo ra một cái đường cong. Và quỹ đạo này các con thấy rằng nó là một nhánh của parabol. Như vậy chúng ta phân tích cái vật tại điểm M mà vị trí chúng ta ném này. Các con phân tích ở vị trí này, chẳng hạn vị trí cô đang vẽ các cái trục
tại điểm màu đỏ này, thì chúng ta thấy rằng một phương sẽ phương theo phương nằm ngang, nó chính là với vận tốc ban đầu, và chúng ta coi nó như là chuyển động thẳng thẳng đều với vận tốc ban đầu là v. Và một phương nó sẽ phải phân tích ra là một phương theo phương thẳng thẳng đứng và hướng xuống phía phía dưới, và theo hướng này thì nó sẽ chuyển động là chuyển động nhanh dần đều. Do đó khi chúng ta tính vận tốc của một vật theo phương ngang, bao giờ các con cũng phải tính theo hai phương, phương nằm ngang và phương thẳng đứng. Chúng ta phân tích thành hai thành phần. Trục OX chúng ta từ điểm M này chúng ta gióng lên thì nó được điểm là XM, và gióng qua trục OY thì chúng ta sẽ có MI. Và để xác định các thành phần trong chuyển động thì cụ thể hóa đây, các con sẽ thấy rằng cái hình này của chúng ta sẽ đi sâu hơn, vẽ rộng hơn. Giả sử đây ban đầu với vận tốc là V0, nó nằm ở các vị trí M, N và P, thì các con thấy rằng có giả sử tại vị trí M nó nằm khi hạ độ cao xuống thì nó ở tại vị trí X của nó là vào khoảng 20 m chẳng hạn. Đối với Y sẽ là 5 m, và tại vị trí N chúng ta gióng xuống nó sẽ là 40, và bên này là 20. Chúng ta sẽ đo và chúng ta sẽ vẽ được quỹ đạo của nó, nối tất cả các điểm này lại thì đây là quỹ đạo. Nhưng mà các con thấy rằng ở các vị trí M, N và P, tất cả theo phương ngang nó đều có một vận tốc là v0, với cái vận tốc ban đầu chúng ta cho nó bắt đầu ném nó tại vị trí gốc tọa độ. Như vậy theo phương OX nó chuyển động là chuyển động gì đây? Nhận xét cho cô, các vị trí M, N, V tất cả đều chuyển động với vận tốc là V0, vận tốc độ bằng với vận tốc tại điểm O. Như vậy theo phương OX vật đang chuyển động như thế nào? Có cùng vận tốc thì đây chuyển động này gọi là chuyển động gì? Ai nhắc lại cho cô? Dạ, thẳng đều hả cô? Đúng rồi, nó có cùng một vận tốc thì nó sẽ chuyển động thẳng, thẳng đều. Ủa nãy Đạt nhắn cô cái gì vậy Đạt? Mày nhắn gì cô chẳng hiểu. Ở trên hộp chat á. Gì đó cô. Như vậy nó ở đây theo phương ngang chúng ta sẽ làm một cái phương theo chuyển động là chuyển động thẳng thẳng đều. Nhưng đối với phương OI là phương thẳng đứng, chúng ta sẽ thấy rằng có sự thay đổi về về độ cao, và vận tốc của nó này sẽ là vận tốc theo phương Y. Và bắt đầu tại điểm này theo phương thẳng đứng, các con nhớ rằng khi bắt đầu thả, nếu chúng ta xét theo phương thẳng đứng thì vận tốc của nó bằng bằng không. Nhưng khi đó dần dần độ cao tăng dần, có nghĩa là theo chuyển động rơi tự do thì các con nhớ rằng vận tốc làm sao? Vận tốc có tăng không? Dạ có không? Đúng rồi, vận tốc tăng. Như vậy có nghĩa là chuyển động theo phương thẳng đứng này nó sẽ là một chuyển động nhanh dần đều. Như vậy chúng ta sẽ ghi ở cái nội dung này, nó sẽ bữa trước cô chuyển bài cho ghi rồi, đúng không? Cô có gửi đưa chuyển bài lên ghi không? Không à? Vậy cô sẽ gửi bài lên sau, hoặc là con ghi theo đây cũng được. Thứ nhất chúng ta nói về dạng quỹ đạo, thì ở đây vật đều có thu gia tốc, vận tốc và tọa độ, nên có các thành phần chuyển động như sau. Chúng ta chia ra làm hai theo trục OX thì do nó chuyển động thẳng đều, do đó AX của chúng ta bằng 0, VX của chúng ta sẽ bằng V0. Và phương trình chuyển động đối với phương OX thì chúng ta sẽ có bằng V0 nhân với T. Và theo trục OY thì nó là một chuyển động nhanh dần đều, nó giống như rơi tự do,
Do đó OI của chúng ta sẽ có gia tốc là chính là gia tốc chọn trường. AI sẽ chính là G. Và vận tốc theo phương Y chúng ta tính theo như công thức rơi tự do. Đó là bằng G nhân với T. Và phương trình chuyển động theo phương này thì nó sẽ bằng 1 phần 2 GT, GT bình. Và từ cái phương trình x bằng v0 nhân t, các con hãy rút ra cho cô t sẽ bằng gì? Từ cái phương trình x bằng v nhân với t, con rút ra cho cô t bằng gì? Rồi từ phương trình con rút được t đó, con hãy thay vào phương trình y ở dưới cái trục OI, con sẽ suy ra được cái phương trình quỹ đạo chuyển động của một vật ném ném ngang. Cô vừa gửi cái nội dung bài học lên đó, các con có thể theo dõi ở đây rồi các con về nhà lại ghi cái phần đó vô cho cô. Hồng Anh hãy suy ra cho cô coi nào. Từ phương trình x bằng v0 nhân t, con suy ra t cho cô bằng gì nào? Dạ, t bằng x chia v0. T sẽ bằng x chia cho v, v0. Ở đây cô là cái phương trình đó cho chúng ta, nếu chúng ta viết tổng quát của phương trình chuyển động thẳng đều ở chương 1, khi đầu năm chúng ta học thì chúng ta sẽ có là x sẽ bằng x0 cộng v0 nhân t. Và khi chúng ta có x0 bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra được như thế này. Và con thay vào trong cái phương trình y thì chúng ta sẽ có được công thức là một phần, thay vào phương trình y bằng 1 phần 2 vt bình này. Thì chúng ta sẽ có được công thức như sau. Thay hết vào thì các con sẽ có được phương trình y bằng g chia cho 2 nhân với v0 bình nhân với x. Và đây người ta gọi đây là một cái phương trình, là phương trình chuyển động hay là phương trình quỹ đạo của một vật ném ngang có dạng là một nhánh parabol. Thì đây là cái phương trình. Và phương trình này đôi khi các thầy cô chỉ có hỏi cái phương trình này thôi. Y bằng G chia cho 2 V không bình nhân với X không bình. Và cũng từ cái công thức của phương trình tọa độ Y, chúng ta suy ra những thời gian ném vật cũng giống như trong chuyển động rơi tự do. Vậy chúng ta chuyển sang hai nhỏ thời gian. Khi ném vật, chúng ta tính theo thời gian rơi thì khi đó chúng ta y sẽ bằng h, có nghĩa là độ cao mà vật rơi được. Và phương trình này các con sẽ suy ra được t. Và t nó vẫn tính bằng căn bậc 2 của 2h chia cho g. Đây là thời gian rơi hay thời gian chuyển động. Và tầm ném xa. Khi vật vật của chúng ta ném xuống theo phương ngang thì quỹ đạo của nó sẽ như thế. Như vậy chúng ta sẽ đo khoảng cách từ vị trí thẳng với vị trí ném cho đến vị trí chạm đất. Thì người ta gọi đó là công thức tầm ném, ném xa. Nếu chúng ta tiếp tục làm nữa thì chúng ta sẽ có được một vị trí mới. Các vị trí khác nhau. Như vậy công thức tầm ném xa của chúng ta L sẽ bằng x max và sẽ bằng
V0 nhân với T. Chúng ta xác định ở vị trí T này thôi. Còn đây là những vị trí khác khi mà chúng ta tiếp tục đặt một vật ở cản đường và một vật ném xuống thì nó sẽ có được các vị trí như này. Có vị trí ở sát với đầu mép mép bàn hay mép cái bán ngang này thì nó hơi xa hơn, nhưng ở cái vị trí mà chúng ta ném xuống thì nó lại gần hơn nếu như không có so với vị trí ban đầu. Do đó công thức tính tầm ném xa ở đối với bài ném ngang này các con thuộc cho cô công thức L bằng x max và bằng V0 nhân với T. Đó là công thức thứ hai. Công thức thứ nhất đó là công thức Y bằng G nhân với 2 lần V0 bình nhân T. Tất cả nhân với x bình. Rồi công thức tính thời gian rơi là T bằng căn bậc 2 của 2H chia cho G. Ba công thức. Ta sang công thức tính vận tốc. Thì đối với công thức tính vận tốc á, thì các con sẽ chỉ có làm cái công thức vận tốc nếu như tính vận tốc chạm đất. Tính vận tốc chạm đất thì các con sẽ bằng cái công thức tính theo nắm ngang cộng với căn bậc 2 của công thức nắm bình phương của V0 bình cộng với VY bình. Mà VY thì bằng G nhân T. Như vậy chúng ta sẽ tính được công thức tính vật ném vận tốc khi chạm đất. Thì đó là cái sơ qua ở trong cái nội dung của bài chuyển động ném ném nghe. Cái thí nghiệm này cô đem lên nó không có lên. Giả sử như đầu bài cho các con một cái bài toán như thế này. Có chiều cao là 1,2 mét và rời khỏi mép bàn thì nó đem lan tới mép sàn nhà là ở vị trí là 1,5 mét theo phương ngang. Bảo các con tính thì thời gian rơi. Như vậy chúng ta có H này, có L này. Như vậy từ công thức của chúng ta ra, ta tính được cái công thức tầm ném xa của chúng ta L bằng V0 nhân với T. Như vậy chúng ta muốn tính được nhưng mà bài này bảo đang đi tìm thời gian rơi thì chúng ta không có cần, ở đây chính là phải đều đi tìm vận tốc thì chúng ta cần một công thức này. Tìm thời gian rơi thì các con dùng công thức H bằng 1/2 GT bình và chúng ta sẽ có được đó là nó cách giải quyết. Và bài tập cô sẽ đưa bài tập phần này để chúng ta làm thêm sau. Cô sẽ dừng cái bài trường chiếu này đây, chúng ta chuyển sang cái bài ngày hôm nay, cái bài chương 3. Lớp giờ này mới có 42 đứa vô học. Cô ơi, ơi cho con đó là bạn Huỳnh Ngọc Bảo Long hôm nay xin phép nghỉ nhé cô. Bảo Long xin phép nghỉ.
Anh nhắc lại cho cô, lực là một đại lượng gì nào? Nếu bắt câu hỏi ở trên cho cô, lực là một đại lượng vector hay là một đại lượng vô hướng? Và nêu cho cô các đặc điểm của một vector lực và giá của lực là gì? Thanh Tùng cho cô coi, biết coi lực là một đại lượng gì con? Lực là một đại... con trả lời cho cô ý đầu tiên, lực là đại lượng vector hay là một đại lượng vô hướng? Lực là gì con? Cô không cô chưa nghe rõ. Đại lượng vector cô. À, nó là một đại lượng vết à, vector. Nha. Rồi cô cảm ơn con. Nam Phương, con hãy nêu cho cô một số cái đặc điểm của một vector lực. Đó là điểm đặt nè. À, hay cái gì đó, nó có những cái đặc điểm gì? Nó có những đặc điểm gì nào? Rồi con có thể nhắn lên cho cô cũng được Nam Phương. Theo con thì con nhắn lên trên hộp chat cho cô nó là có những đặc điểm gì. Rồi cô mời Duy Khang, con nêu các đặc điểm của một vector lực cho con. Khang ơi. Dạ cô ơi. Ừ, con nêu cho cô cái đặc điểm của một vector lực. À, theo con dạ thì cô nó là... có gì? Dạ thưa cô là gốc của vector là điểm đặt của lực cô. Ừ, rồi gì nữa? À, phương và chiều vector là phương và chiều của lực cô. Ừ. Độ dài vector là độ lớn của lực cô. Rồi, cô cảm ơn con. Một vector lực nào đó bất kỳ nó đều có bốn cái đặc điểm, đó là điểm đặt, giá, phương chiều và độ độ lớn. Giá hay là phương chiều nó chính là người ta gọi đó là phương chiều và độ độ lớn. Còn giá của lực là gì nào? Cô mời Thúy An, Nguyễn Huỳnh Thúy An. Kiến thức này học từ lớp 7 rồi. Dạ. Đường thẳng mà mang vector lực thì gọi là giá của lực ạ. Đúng rồi, đường thẳng mà mang vector lực hay là chứa vector lực đó, người ta gọi đó là giá của lực. Rồi, cô cảm ơn con. Như vậy các con hãy xác định cho cô giá của một cái số vector lực ở đây.
Như nãy là Thúy Anh nói là giá là cái đường thẳng mang vết mang cái vectơ lực đó đúng không nào? Như vậy nếu như ở đây chúng ta sẽ có ba cái vectơ lực này chẳng hạn, thì giá của nó được xác định là cái đường thẳng màu đỏ đúng không nào? Chưa nói đây. Và đối với vectơ thứ hai, thì cô kẻ cái đường thẳng đi ngang qua nó thì giá của nó là đường thẳng chứa cái vectơ lực này. Và cái thứ ba là khi chúng ta vẽ nó như thế này thì tất cả những cái đường màu đỏ của cô là giá của vectơ vectơ lực. Một vấn đề đặt ra là nếu chúng ta trượt vectơ lực trên giá của nó thì lực tác dụng lên vật đó có thay đổi hay không? Theo các con, nếu chúng ta đem trượt các vectơ lực này trên giá của nó, trên cái đường thẳng màu đỏ này nè, thì lực tác dụng lên đó có thay đổi hay không? Tác dụng lên một vật nào đó thì có thay đổi hay không? Dạ, con nghĩ là không ạ. Nó sẽ không thay đổi vì kiến thức này chúng ta đã học ở lớp 7 rồi, nó sẽ không thay đổi. Chúng ta chỉ trượt có nghĩa là chúng ta dời điểm đặt của nó đang đặt ở vị trí ban đầu, chúng ta dời đến vị trí chúng ta đang cần tính, thì người ta gọi đó là ở cái bài tổng hợp lực thì cũng có các con đã học rồi, chúng ta đã dời điểm đặt của nó về một điểm và chúng ta gọi nó là điểm đồng quy. Điểm đồng quy do đó về độ lớn của nó sẽ không thay đổi, nó chỉ thay đổi cái vị trí điểm đặt làm sao cho phù hợp với mỗi bài toán mà thôi. Giả sử ba đực này nó đang nằm ở ba vị trí khác nhau, nếu chúng ta tác dụng ở những vị trí khác nhau, như nếu chúng ta đem trên cùng một hệ trục thì chúng ta có thể dời điểm đặt nó về về chung. Hãy nêu cho cô cái đặc điểm của hai lực cân bằng và cho cô ví dụ đặc điểm của hai lực cân bằng là như thế nào nào. Dạ Cô mời cô, Minh Hưng. dạ thưa cô, con nghĩ là hai lực cân bằng là nó có độ lớn bằng nhau và nó có chiều ngược với nhau ở cô, và nó đều Rồi. xuất phát từ một điểm. Có nghĩa là điểm đặt của hai lực đó phải đặt ở tại một một điểm hay là đặt trên một một vật. Dạ, Đúng rồi. dạ thưa cô, là ví dụ như là có phải là lực hấp dẫn với lại lực hút của trái đất không cô? Cũng được, có nghĩa là chúng ta che bất kỳ một vật nào đó thì chúng ta có thể xác định được, hoặc là chúng ta che một vật trên một sợi dây. Đây một đầu cố định và đầu ở dưới chúng ta che một cái vật có khối lượng m nào đó, thì cái lực cân bằng đó chính là lực căng của sợi dây và trọng lực. Hoặc là sau này các con mắc ở đây là một sợi dây là xo, thì cái lực căng dây này đóng vai trò bây giờ sẽ là trở thành là lực đàn hồi, và điểm đặt của nó sẽ xuất phát ở tại vị trí một vật nào đó. Nào, đây là nhiều. Cảm ơn con. Thì hai lực này, đây là hai lực tác dụng của nó không xong nhau trên cùng một đường thẳng. Đây là một hình ảnh của một cái tháp Petrel ở Paris khá là cao, và đây là hình ảnh của một cái xe cần cẩu để chuẩn bị cẩu một chiếc ghế này, hay là những cái hình ảnh mà các con cái quan sát ở trên tạp xít. Các con thấy rằng đây là những vận nghệ nhân xít đang đứng được giữ được thăng bằng ở trên những cái vật sợi dây. Đây là chiếc cầu cầu Mỹ Thuận ra miền Tây của chúng ta, bắc qua sông Tiền Giang. Và để trả lời được những cái nội dung cái hình ảnh ở trên thì chúng ta chuyển sang cái phần chương 3 cho cô, cân bằng và chuyển động của vật rắn. Bài thứ nhất trong chương này
ta nói đến đó là bài cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực hoặc ba lực không song, không song song. Một số ví dụ về vật rắn. Em làm cho cô ví dụ về vật rắn nào. Và cho ví dụ xong thì các con hãy nhận xét cho cô xem hình dạng kích thước của vật này được xác định hay thay đổi. Và khi tác dụng ngoại lực vào vật rắn có bị biến dạng hay không. Ở đây chúng ta có thể lấy một số ví dụ như cái bàn của chúng ta, cây thước, quyển sách. Ngoài ra còn có gì nữa không? Vĩnh Tường, ngoài ra con còn có thể cho cô ví dụ khác, ví dụ cô đưa không? Dạ là cái tấm kính đó cô. À, tấm kính. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, các con hãy cho cô về nhận xét về hình dạng và kích thước của những vật này. Nó xác định hay không xác định? Ai cho cô nhận xét? Vĩnh Tường. Thử cô là nó xác định cô. Nó luôn 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 xác, xác định đúng không nào? Nó có thể thay đổi không hay là nó cố định luôn? Dạ không thay đổi được cô. Nó không thay đổi, nhưng mà chiếc bàn học của chúng ta không thể nào thay đổi nó bất kỳ theo cái mình bao giờ đầu tiên chúng ta đã có cái hình dạng đầu tiên, kích thước bao nhiêu thì nó sẽ giữ nguyên bấy nhiêu, đúng không nào? Đối với cuốn sách cũng vậy, như vậy vật rắn của chúng ta sẽ có cái hình dạng, kích thước không thay đổi. Rồi, vậy khi chúng ta tác dụng vào một ngoại lực vào vật rắn đó thì vật này có bị biến dạng hay không? Bình thường. Dạ thưa cô, theo nghĩ là tùy vật cô. Tôi nghĩ là tùy vật. Tùy vật. Cái tác dụng đó mạnh hay yếu nữa, mà tùy vật đó nó sẽ có sự thay đổi về hình dạng. Giả sử nếu như con lấy một tấm kính đúng không nào? Tấm kính nếu chúng ta tác dụng vào một lực khá là lớn thì nó sẽ làm tấm kính đó vỡ, đúng không nào? Như vậy có nghĩa khi tấm kính vỡ thì hình dạng của nó, nghe chiều dài của nó, kích thước của nó thay đổi. Nhưng thực tế đối với các vật rắn thì các con, nếu như chúng ta lấy cụ thể như chiếc bàn hay vân vân, thì đa số khi chúng ta tác dụng vào nó một ngoại lực vừa phải thì cái hình ảnh của nó sẽ hầu như không bị biến dạng. Như vậy ai có thể định nghĩa được vật rắn là một vật như thế nào? Từ những cái ý mà trả lời ở trên này, ai có thể kết luận lại cho cô vật rắn là một vật như thế nào? Đức Hải? Cô? Từ cái những cái nhận xét ở trên đó, con hãy định nghĩa cho cô như thế nào gọi là vật rắn? Dạ thưa cô, là vật rắn là định nghĩa vật rắn là gì đó cô? Đúng rồi, vật rắn là gì? Nhìn vào đó con trả lời đi. Vật rắn là một vật có hình dạng làm sao? Thưa cô, là vật rắn là vật có hình dạng và kích thước không đổi. Rồi sao nữa? Và nó không bị biến dạng khi chịu tác dụng của ngoại lực. Rồi, cô cảm ơn con. Có nghĩa từ những cái ý ở trên này chúng ta có thể khái quát lên một cách đầy đủ, đó là vật rắn là những vật có kích thước và hình dạng không đổi và hầu như không bị biến dạng khi chịu tác dụng của ngoại lực, thì chúng ta gọi đó là vật vật rắn. Đây là cái phần khái niệm đầu tiên để chúng tại trong cái bài chương này là chúng ta đi nói đến chuyển động của vật rắn. Như vậy chúng ta phải hiểu được vật rắn là gì. Vật rắn là gì?
À, để chúng ta có thể đi xây dựng được ở cái nội dung của bài mình. Nhưng phần này các con không cần ghi cũng được. Ta đi vào phần. Tác dụng, à, biểu diễn các lực tác dụng lên một vật rắn. Ở đây cô có một vật rắn. À, những vị trí mà chúng ta có thể tác dụng lực lên. Còn đây là một chất đệm thì chúng ta cũng thể đặt ở vị trí này. Như vậy ai có thể nhận xét cho cô xem là cái vị trí biểu diễn lực tác dụng lên vật rắn khác gì so với chất đệm? Rồi cô mời Minh Hưng. Dạ, thấy là vật rắn thì nó có nhiều vị trí để tác dụng lực, còn chất điện thì chỉ có một và chỉ một. À, đối với chất điểm vì nó rất là nhỏ, coi như là một điểm rồi. Do đó chúng ta chỉ có một điểm để chúng ta có thể tác dụng lên lên được thôi. Còn đối với một vật rắn thì nó khá là có hình dạng kích thước cụ thể. Do đó chúng ta sẽ có nhiều vị trí để chúng ta có thể tác dụng lực lên. Ra đi vào phòng 1 nhỉ? Làm hả cho cô? Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. Đây, đây là hình ảnh ở trong sách giáo khoa của chúng ta, có một vật có hình dạng bất kỳ và nó được giữ ở vị trí này thông qua hai cái trọng vật vắt qua cái ròng rọc của chúng ta. Vật đứng yên ở nằm ngang như thế này. Khi chúng ta treo ở bên tay phải chúng ta một trọng vật là B1 thì nó chịu tác dụng của một lực căng dây đó là F1. Và ở bên qua thông qua cái ròng rọc ở bên trái chúng ta treo một trọng vật là B2 thì nó chịu tác dụng của là B B2. Ở đây người ta nói rằng các con nhìn vào hình vẽ này, hình cái miếng ở hình dạng này thì các con sẽ nhận xét xem vật này chịu tác dụng của mấy lực và độ lớn của các lực này như thế nào. Minh Đạt. À cô ơi, bạn Đạt có cô, bạn bạn đang bị sốt có cô, tại Đang thi bị xong sốt. bài hôm nè, cho nên là chắc bạn không tập trung đó, cô cho bạn nghỉ ngơi chứ cô ơi. Ừ, tại vì nãy nó nhắn cô cái gì cô chẳng hiểu nó nữa. À, rồi cô hiểu rồi, nó bảo là về bị sốt là bị hành lên hành xuống thôi. Long nó cũng bị sốt đó cô. À. Ủa cô, vật của cô ở đây là Một miếng gỗ thôi, một miếng gỗ nhỏ thôi, có hình dạng bất à, kỳ. hai bên hả cô? Đây là cái miếng như nằm giữa mà có tác dụng F1, F2 á. Dạ. Chúng ta xét cái vật này. Chứ không có xét hai cái hình khối hình chữ nhật của cô, hình vuông của cô ở dưới mà khốt ấy. Xét cái vật mà có hình dạng bất kỳ á. Hình dạng sần sùi, nó không ra hình dạng Dạ thưa cô, cho con xin trả lời là á. có hai lực tác dụng lên không? Có tính lực hút với lực hấp dẫn không cô? Lực Không hút với không lại dạ còn thì đang có xét hai lực một lực là F1 và một lực là F2. Nhưng mà cái này là hình như là một vật cho nên là nó không xuất phát từ một điểm đó cô. Nhưng mà con nhìn thấy thì con thấy hai cái này nó vẫn bằng nhau cho nên con nghĩ đây cũng là hai lực cân bằng. Không? Hai lực cân bằng phải xuất phát từ một điểm cho nên là con nghĩ là chỉ có độ lớn bằng nhau thôi chứ nó không được gọi là hai lực cân bằng. Con nên nhớ hai lực cân bằng, điểm đặt của hai lực cân bằng không phải xuất phát tại cùng một điểm mà cùng tác dụng lên một vật. Dạ, con sai rồi con, dạ. Nó cùng tác dụng lên một vật.
Ở đây chúng ta sẽ có hai lực B1 và B2 này, và các cái lực này có cùng độ lớn bằng với trọng lượng của sợi dây. Hình như cô đang viết ký hiệu sai. Các con vẽ hình vô thì các con nhớ vẽ bên đây là F2 cho cô nha. Cái chỗ F1 á, là F2. Còn cái chỗ F2 là F1 cho cô. Tại vì khi chúng ta đặt nối cái sợi dây vào với cái vật này nè, ở hai cái vị trí này, thì nó giữ được nằm ngang, cái vật này nó nằm ngang, có nghĩa là nó đang đứng yên nằm ở trên phương ngang này. Còn nếu như các con không treo cái trọng vật này thì cái vật này nó có thể bị trũng xuống, võng xuống ha, nó bị võng xuống do nhờ thông qua cái lòng rọc này chúng ta treo trọng lượng là B1. Còn không thì chúng ta sẽ trọng lượng ở đây, rồi cô xin lỗi, đúng rồi. Tại vì bên này chúng ta đang ghi là B1 thì tương ứng với ở đây là sẽ là B F1. Bên này là B2 thì tương ứng với ở đây sẽ là F F2. Hình vẽ này nó đang ngược với hình vẽ trong sách giáo khoa của chúng ta một chút. Bên này là B2, còn bên này là B1. Nên là độ lớn của các lực này nó sẽ bằng với độ lớn của trọng lực. Chúng ta áp dụng theo định luật hai Newton đó. Cô ơi, vậy là nó bằng cái trọng lượng chứ không phải là bằng cái khối lượng của vật hả cô? Đúng rồi, nó bằng trọng lượng. Vì chúng ta treo ở bên này là hai cái trọng lượng này là bằng bằng nhau. Chúng ta có thể thay cái miếng bề cứng này nè, hoặc là miếng gỗ này nè, bằng một cái nhẫn. Có nghĩa là trong cái chiếc nhẫn tròn con nối lại. Nếu như con không treo hai trọng vật này thì con chỉ vắt qua sợi dây này thì cái nhẫn này có thể là bị võng xuống. Cái độ nó không nằm ngang này. Khi chúng ta treo vào hai bên hai cái trọng vật B1 và B2 này thì chiếc nhẫn của chúng ta sẽ được kéo ra nằm nằm trên phương ngang. Như vậy chúng ta thấy rằng cái giá của F1, F2 này như thế nào khi mà sợi dây này nằm ngang, đứng yên. Nó cùng trên một đường, đường thẳng, đúng không nào? Giá của nó là chính là trên một đường, đường thẳng. Theo các con là nếu như mà bây giờ chúng ta cái tấm bìa này nè, cô gọi tấm bìa cho dễ đi, tấm bìa đang đứng yên này, nếu chúng ta thay bây giờ cái B1 này, thay đổi độ lớn B1 và B2 đi. Thì nó sẽ chuyển động như thế nào? Có nghĩa là không bằng nhau nữa. Khi tấm bìa đang đứng yên thì độ lớn B1 và B2 sẽ như thế nào?
Thì ở đây nó sẽ, thứ nhất, nếu như hai cái này bằng nhau thì độ lớn F1 và F2 bằng nhau. Nhìn vào hình này như nãy Minh Hưng đã nhận xét, đó là B1 và B2 bằng nhau về độ lớn nhưng ngược ngược chiều. Như vậy cái phần thí nghiệm này các con không cần ghi nữa. Chúng ta sẽ chỉ quan sát và chúng ta đi cái phần hai nhỏ cho cô. Điều kiện cân bằng. Thì người ta phát biểu là muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược ngược chiều. Và chúng ta có công thức vectơ F1 bằng trừ vectơ F2. Rồi, các con hãy ghi cái nội dung này vô cho cô thôi. Cái thí nghiệm thì chúng ta coi là sách giáo khoa. Các con ghi xong chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang ba nhỏ.
Rồi, chúng ta chuyển sang phần bài. À, ba nhỏ cho cô. Đây là cái hình ảnh để chúng ta vẽ thôi. Ba nhỏ, chúng ta xác định tâm của một vật phẳng mỏng bằng phương pháp thực nghiệm. Khi chúng ta học về cái hình học, thì các con đã học về hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, rồi hình tròn. Vậy thì ở lớp dưới những cái hình đó thì các con sẽ xác định trọng tâm của những vật có hình dạng này nằm ở đâu? Ai cho cô biết? Chúng ta nhắc lại này, khi mà chúng ta che một vật cân bằng thì trọng lực và lực căng căng dây và cái hình ảnh đầu tiên lúc mà trước khi vào tới này thì các con thấy rằng trọng tâm của vật đó có phải là nằm trên cái đường thẳng kéo dài của sợi dây hay không? Hay là chúng ta đặt nó, trọng tâm của nó đặt vào ở tại cái treo. Hoàng Khánh. Đây cô ơi. Con nhìn, con quan sát trên cái hình vẽ thì con cho cô biết xem trọng tâm có phải nằm trên đường kéo dài của sợi dây không? Khi chúng ta che một vật lên một cái bởi một sợi dây thì trọng tâm của vật nằm ở đâu? Được cô, là trọng tâm của vật nằm trên đường kéo dài của dây treo cô. Nó sẽ phải nằm ở trên đường kéo dài của sợi dây treo. Hay nói khác là cái trọng tâm của chúng ta nó sẽ là tại điểm đặt của trọng trọng lực. Cảm ơn con. Rồi, chúng ta hãy xác định các cái hình dạng khác nhau ở trong hình của chúng ta. Hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Như vậy bây giờ chúng ta hãy xác định trọng tâm của những vật này, của những hình dạng này, thì trọng tâm nó sẽ nằm ở đâu? Và cách xác định của chúng ta sẽ xác định như thế nào? Thực ra cái này ở bên toán chúng ta đã học rồi đó. Thành công cho cô biết xem trọng tâm của hình tròn nó nằm ở đâu con? Công ơi! Công! Theo con thì trọng tâm của hình tròn nó sẽ nằm ở đâu? Nghĩa là tại tâm đối xứng của chúng cô. Nó nằm tại tâm tâm đối xứng của hình hình tròn, nó tạo nằm tại tâm ô luôn. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, đối với tam giác thì chúng ta sẽ xác định trọng tâm của tam giác như thế nào và nó nằm ở đâu. Nhưng Ngọc Như, học hình học khi chúng ta xác định trọng tâm của một tam giác thì chúng ta sẽ biết rằng trọng tâm của tam giác nó nằm ở vị trí nào. Như ơi, con còn nhớ không? Ai còn nhớ?
A còn nhớ là à như trả lời nó là giao điểm của ba, giao điểm của ba trung điểm chưa rõ cũng chưa chính xác nữa. A còn nhớ nào là giao điểm của ba đường gì? Ba đường Trương trung tuyến không? không phải, không phải ba đường trung tuyến. Minh Tuấn còn nhớ không Minh Tuấn? Dạ thưa cô, là giao điểm của ba đường phân giác. Không phải ba đường phân giác. Ba giao điểm của ba đường phân tử cô. Trung trực hay ba đường cao? Đừng chờ. Đừng đỡ có hai đừng cao không? Tôi nghĩ đúng được. Các cô nói là ba đường cao chứ. Chúng ta hạ được vuông góc mà. Từ các đỉnh của tam giác này chúng ta sẽ Dạ đúng hạ. rồi, đúng rồi cô, ba đừng cao cô, ba đừng cao đúng rồi. Ta hạ các đường vuông vuông góc xuống thì nó sẽ ra điểm của nó, thì ở đây sẽ là trọng tâm của vật có dạng là hình tam giác. Vậy đối với hình chữ vuông này thì chúng ta xác định trọng tâm của nó bằng cách nào đây? Quốc Anh, anh À, dạ con đây cô. ơi. Dạ trọng tâm của hình vuông thì là hai đường chéo vuông góc với nhau và giao điểm tại trung điểm của mỗi đường. À, nó chúng ta sẽ kẻ hai đường chéo và giao điểm của hai đường chéo đó, chúng ta sẽ xác định đó là trọng trọng tâm của vật này. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xác định cho hình chữ chữ nhật, nó cũng là giao điểm của hai đường đường chéo. À. Thì đó là những cái hình dạng hình học xác định. Còn nếu như là những cái hình khác thì chúng ta sẽ xác định như thế nào? Thì bằng thực nghiệm thì người ta muốn xác định nó, đây là hình ảnh của một sợi dây dây rọi để chúng ta có thể xác định của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định của nó bước 1 là muốn xác định nó thì có ăn tre vào một vật gắn vào. Và chúng ta sẽ có hai điểm, có nghĩa là chúng ta buộc một sợi dây nhỏ tại hai điểm A và B, rồi chúng ta treo lên thì trọng tâm của nó sẽ nằm trên cái đường thẳng của dây AB. Đó là bước đầu tiên. Bước 2, nếu chúng ta xác định ở những cái vị trí khác, chúng ta xác định điểm C thì chúng ta cũng làm tương tự như thế. Và chúng ta cũng kẻ ở trên cái tấm bìa đó, ở trên vật đó một cái đường thẳng là CD. Như vậy các con thấy rằng cái đường CD và cái đường AB ban đầu nó đã giao nhau tại một một điểm. Và điểm đó chính là trọng tâm của hai cái đường AB và C, CD. Như vậy qua những cái bước quan sát trên thì chúng ta sẽ nêu lên được cách xác định của trọng tâm của một vật, đó là chúng ta sẽ
sẽ làm sao? Làm sao để xác định được? Nghe là đầu tiên là trên mỗi cái tấm bìa này chúng ta lấy hai cái vị trí và chúng ta kể đưa cái sợi dây lên vị trí A chẳng hạn, chúng ta xác định treo lên thì chúng ta sẽ đi qua được cả một cái đường thẳng nối từ điểm A đến điểm B. Rồi sau đó chúng ta xác định điểm C chẳng hạn thì chúng ta cũng móc vào đây một sợi dây và chúng ta cũng kẻ được đường thẳng CD và giao điểm của hai đường thẳng AB và CD, chúng ta xác định được trọng tâm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ trình bày cái nội dung này. Đó là chúng ta sẽ dùng một sợi dây treo vật rắn phẳng mỏng hai lần bằng cách buộc cái sợi dây đó vào hai điểm khác nhau trên vật. Khi đó trọng tâm của vật nằm ở giao điểm của hai đường thẳng trùng với phương của sợi dây trong hai lần treo. Đó là cách xác định trọng tâm của một vật phẳng phẳng mỏng bằng thực nghiệm. Trong thực tế ở cái hình trong sách giáo khoa các con đó là hình ảnh chúng ta đặt một cái thước nằm ở trên trên ngón tay. Các con giờ này chúng ta cũng có thể làm được cái thí nghiệm đó. Nếu các con ở trên mặt chúng ta có thước, vậy thì làm sao các con đặt cái thước như vậy, chúng ta tìm đặt làm sao cho cái thước có thể nằm ở cái vị trí tăng bằng ở trên ngón tay của chúng ta được. Thì cái vị trí mà chúng ta đặt ngón tay đây đó chính là cái vị trí của trọng tâm của cái thước. Con thử đặt cái thước xem đây là lên tay của chúng ta giữ thăng bằng, xem là cái thước nằm được thăng bằng thì có nghĩa là vị trí nó ở đâu. Nếu đặt ở đầu mép như thế này nó có giữ thăng bằng được không? Quang Huy, con thử lấy cái thước mỏng của con, cái thước học của con đây, con đặt lên trên tay xác định trọng tâm cho cô xem nào, nó nằm ở đâu, nằm ở giữa cây thước hay nằm ở mép cây thước? Quang Huy, cô nó nằm ở giữa. Nằm giữa hay nằm ở mép? Con đặt ở mép cây thước được không? Khi chúng ta đặt cây thước lên trên ngón tay của chúng ta ở mép cây thước được không? Nó có giữ nằm yên trên ngón tay không? Dạ không. À không, mà con phải xê dịch đúng không nào? Và đến một lúc nào đó thì con cây thước nằm yên được ở trên đầu ngón tay rồi thì chúng ta xác định cái vị trí mà chúng ta đặt ngón tay đó chính là vị trí trọng tâm. Như vậy trọng tâm con thấy rằng con phải đặt ở đâu? Ở giữa hay không? Ở giữa cái thước. Nó sẽ bị rớt đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ đặt cái thước lên. Như vậy thì nó sẽ nằm ở giữa của cái thước thì chúng ta sẽ có thể giữ được cái thăng bằng này. Đây là hình ảnh của các viên đá được xếp chồng lên trên như nhau. Và các hòn đá này của chúng ta đang giữ được thăng bằng nhờ các phần đực của tảng đá phía dưới tác dụng lên nên nó. Chúng ta chuyển sang phần ba la mã cho cô, hai la mã cho cô. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. Thí nghiệm. Đây chúng ta có một tấm bìa mỏng có hình dạng như thế này.
được treo trên một cái hai sợi dây. Hay là cái hình ảnh này con sẽ gặp ở trong cái bây giờ ít rồi, thông thường người ta sẽ dùng cái đèn tín hiệu, bây giờ người ta thay cái sợi dây bằng một cái trụ, hai cái trụ ở giữa chúng ta sẽ không phải là sợi dây nữa mà thông thường nó sẽ là cái đường sắt nằm ngang luôn, cái thanh sắt nằm ngang và chúng ta người ta gắn ở trên đó rồi. Như vậy bây giờ ai hãy phân tích cho cô xem những lực tác dụng lên tấm bìa màu xanh này của cô nó sẽ gồm có những lực nào? Tấm bìa là cô giữ được một cái là nhờ vào hai cái lực kế treo lên. Vậy ai phân tích lực cho cô xem nó có không những lực nào này? Lực nào tác dụng vào vật? Ngọc An, theo con thì sao con? Vĩnh Tường. Vĩnh Tường giơ tay, Vĩnh Tường phân tích cho cô xem nào. Dạ, là mình có ba lực cô. Hai trong số ba lực đó là từ lực kéo của hai dây đó cô. Lực kéo, hai cái lực kéo của cái hai cái lực kế này móc nó lên đúng không nào? Chiều dạ. Nó hướng lên trên hay hướng xuống dưới con? Hướng lên trên cô. Hướng lên trên, còn lực thứ ba sẽ là lực gì con? Dạ là trọng lực. Là trọng lực. Hướng xuống dưới và điểm đặt của nó sẽ đặt chỗ nào con? Ngay chữ G cô. Đặt ở ngay chữ G. Rồi. Đây, chúng ta sẽ có các lực như Tường vừa phân tích. Chúng ta sẽ có hai cái lực hướng lên. Vì ở đây điểm đặt của những cái lực này là chúng ta móc ở ngay cái mép. Do đó chúng ta sẽ điểm đặt của những lực này ở tại mép. Nè. Như vậy các con có nhận xét gì về giá của ba lực này? Giá của ba lực này nó có nằm trên một đường thẳng không? Giá của nó có nằm trên một đường thẳng không hay giá của nó nằm trên một mặt phẳng các con? Ngọc An. Nó nằm trên một mặt phẳng. Ở đây các con thấy rằng nó không nằm trên một đường thẳng được. Vì ở đây nó hợp lại với nhau những cái góc khác nhau. Do đó nó đều nằm trên một cái mặt phẳng mà mặt phẳng chúng ta đang xét đó chính là cái mặt phẳng màu xanh. Do đó ở đây chúng ta nói rằng giá của ba lực này nằm trên một mặt phẳng và cách nhau ở tại một cái điểm người ta gọi đó là điểm điểm O. Vậy thì vật này đứng yên khi nào vậy các con? Hay nói cách khác là vật này đứng yên thì tổng ba lực này sẽ như thế nào? Chúng ta nhớ lại điều kiện một vật đứng yên. Cô mời Vĩnh Tường. Hình như là theo con nghĩ là F1 cộng với F2 sẽ bằng B thôi. Để cho vật đứng yên đúng không? Nó bằng B hả? Bằng một giá trị B nào đó. Dạ. Là lực là tổng lực, tổng hai lực kéo phải bằng với trọng lực để cho vật đứng yên cơ. Cô hiểu rồi.
Hay nói cái khác là ở đây chúng ta sẽ ở đây tổng của ba lực này, muốn một vật đứng yên thì các con nhớ điều kiện cân bằng của một vật đứng yên đó là tổng hợp lực tác dụng lên vật đó phải bằng không. Phải bằng không trước đã. Có nghĩa tổng các lực tác dụng lên nó phải bằng không. Thì cái thí nghiệm này thì chúng ta cũng chỉ ghi ở trong cái sách giáo khoa thôi. Ta xem sách giáo khoa thôi, chúng ta cũng không cần ghi lại nhận xét đâu. Chúng ta chuyển sang hai nhỏ của nó, quy tắc hợp lực của hai lực đồng quê. Thì trên cái phần này thì chúng ta sẽ dời các điểm đặt của các lực lại. Thì ở đây quy tắc này người ta gọi đây là quy tắc đồng quê. Và khi đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc hình bình thành cho hai lực F1 và F2. Chúng ta sẽ vẽ vector tổng là vector F là màu vàng. Và các con thấy rằng vector F và vector B này cùng đặt tại một điểm. Do đó cặp lực này sẽ trở thành là cặp lực cân bằng. Về độ lớn nó bằng nhau và về chiều thì nó ngược chiều nhau. Do đó dấu trừ này cho ta biết rằng hai vector này ngược chiều nhau. Chúng ta chuyển sang hai nhỏ quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quê. Cô mời Ngọc Thanh Hải đọc cho dùm cô cái quy tắc hợp lực đồng quê ở trong sách giáo khoa dùm cô. Thanh Hải. Dạ. Con đọc giùm cô cái quy tắc hợp lực, quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy ở trong sách giáo khoa trang 98. Dạ thưa cô, là muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn, trước hết ta phải trượt hai vector lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc bình thành để tìm hợp lực. Có nghĩa là trước hết chúng ta phải trượt nó về cùng một điểm trước đã. Ban đầu hai cái F1, F2 các con thấy rằng nó nằm ở trên mép này. Trên mép là khi đó cô trượt nó về tại một cái điểm O và sau đó cô vẽ được cái vector tổng hợp của nó đã. Và từ đó chúng ta sẽ phát biểu lên thành lời giống như ở trong sách giáo khoa. Ở đây cô tách ra thôi. Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn thì trước hết ta phải trượt hai vector lực đó trên giá của chúng về một điểm đồng quy. Đây, trên các con nói rằng hai điểm đặt bây giờ tại một điểm rồi. Rồi sau đó áp dụng quy tắc hình bình hành. Ta vẽ các đường nét đứt để tạo thành hình bình hành lại. Và sau đó chúng ta lại tìm hợp lực chính là đường chéo của hình bình hành đó. Thì đây là nội dung quy tắc hợp lực đồng quy. Các con ghi cái nội dung hai nhỏ vô.
Con ghi xong chưa? Mấy đứa ghi xong chưa các con? Ghi xong thả biểu tượng lên cho cô. Ta chuyển sang phần 3 nhỏ, điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. Thì cái hình vẽ của chúng ta đây, đây là ba lực không song song. Thì các con thấy rằng điểm đầu của nó ban đầu nó nằm ở trên cái hai cái lực F1 và F2. Rồi, đứa nào nãy giờ biết chưa kịp thì chút nữa cô sẽ gửi cái file bài học lên. Như vậy trước hết cô sẽ trượt cái vector F1 trên giá của nó vào tới cái điểm này. Rồi, cô sẽ trượt cái vector F2 trên giá của nó và hai vector này gặp nhau tại một điểm, cô gọi đó là điểm O. Và chúng ta áp dụng quy tắc hình bình hành nối các cái đường thẳng song song với hai vector F1, F2. Và chúng ta sẽ vẽ vector tổng của nó là vector F. Và chúng ta trượt cái giá của vector B lên gặp nhau tại một điểm. Chúng ta sẽ trở thành ba lực này. Và vector của chúng ta sẽ ba vector F bằng trừ vector B. Như vậy dựa vào cái điều kiện ở trên, các đặc điểm ở trên, các con hãy cho cô biết xem điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song thì sẽ như thế nào. Nó chính là cái nội dung phần 3 nhỏ ở trong sách giáo khoa của chúng ta đó. Ai có thể cho cô biết? Ngọc Khoa. Ngọc Khoa cho cô nhận xét xem nào. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song đó là gì con? Dạ là ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. Nhìn vào hình này thì các con thấy rằng nó phải có giá đồng phẳng và đồng quy. Đồng phẳng có nghĩa là sao? Phẳng ở đây có nghĩa là cùng nằm trên một mặt phẳng. Đồng quy có nghĩa là có tại một điểm chung. Và cái thứ ba là hợp lực của hai lực kia phải bằng với lực thứ ba. Nghĩa là hợp lực của hai lực F1 và F2 phải bằng với lực thứ ba. Về độ lớn nó phải bằng nhau. Thì đó chính là cái nội dung của cái phần 3 bài làm án này. Các con vẽ hình này vào và các con vẽ cái viết cái nội dung này vô cho cô. Và công thức của chúng ta đó là vector F1 cộng vector F2 bằng trừ vector F3. Yado gami de no ipdula 1000.
Ồ, thấy hộp chat bây giờ nó không có vô cái hiện cái đường ấy nữa ta. Cô không thấy nó hiện cái... cái ghim để cô ghim cái nội dung bài lên cho mấy đứa. Và cô sẽ gửi lên trên cái nội dung bài, cô sẽ gửi lên trên cái nhóm Zalo ha của lớp. Bạn nào mà chưa viết kịp thì chúng ta sẽ viết. Chúng ta sẽ làm một cái bài tập cơ. Ở đây chúng ta có một quả cầu có trọng lượng là 40 Newton được treo vào tường nhờ một sợi dây hợp với mặt tường một góc là 30 độ. Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường, hãy xác định lực căng dây và phản lực tác dụng lên quả cầu. Đây, hình ảnh đây là một quả cầu chúng ta được treo vào bởi một sợi dây gắn vào bức tường. Bây giờ bảo các con hãy xác định lực căng của sợi dây và phản lực của quả cầu, hoặc phản lực của bức tường lên quả cầu. Các con hãy phân tích lực cho cô. Và cái góc này là 30 độ. Phân tích lên xem nào có bao nhiêu lực tác dụng lên quả cầu này. Và chúng ta sẽ áp dụng điều kiện cân bằng của ba lực đó để chúng ta ghi bài. Chúng ta thử phân tích lực trong vòng 5 phút cho cô. Các con vẽ được chưa? Vẽ phân tích lực cho cô được chưa nào? Cô Anh đã tính ra rồi. Rồi. Ra mặt uống sữa đấy. Còn ai có kết quả nữa? Ở đây trước hết thì chúng ta sẽ vẽ cái hình như sau. Ngọc An cũng đã giải quyết xong. Chúng ta vẽ hình.
Từ cái tâm ô này chúng ta cải mực đường thẳng nét đứt, các con vẽ cái phản lực tác dụng của bức tường lên của cầu. Ta ký hiệu phản lực đó là N. Và trên đó chúng ta sẽ cho chúng ta giữ bằng một cái sợi dây, do đó từ cái điểm mặt mép của cầu này chúng ta sẽ có một cái trọng có lực căng dây T. Mà bất kỳ một vật nào ở trên trái đất thì luôn luôn chịu tác dụng của trọng lực B. Như vậy khi phân tích hình thì các con thấy rằng đây là cái hình mà quả cầu này sẽ chịu tác dụng của ba lực. Nhưng mà các con thấy rằng điểm đặt của ba lực này đang đặt ở các vị trí khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc đồng quy. Chúng ta sẽ trượt lực này trên giá của chúng về một điểm. Người ta gọi đó là điểm đồng quy. Cái điểm N con thấy rằng điểm đáp dụng nó nằm ở vị trí này. Bây giờ cô trượt nó lên ở vị trí O. Lực căng dây T ở trên cô trượt xuống nằm ở vị trí O. Và trọng lực B thì không cần nữa vì nó đang đặt ở tại điểm đó rồi. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc hình bình hành. Này. Chúng ta sẽ áp dụng ở đây để chúng ta làm việc. Vậy con sẽ bây giờ chúng ta sẽ tìm tổng của vectơ B với N hay là B với T hay là T với N. Chúng ta sẽ áp dụng những lực nào được gọi rơi vào các trường hợp đặc biệt song song, cùng phương, cùng chiều, vuông góc hay là tạo thành hình bình hình vuông, tạo thành hình thoi hoặc là áp dụng tổng quát. Ơi, con hỏi đi. Này Gia Bảo, theo con thì bây giờ con sẽ tìm tổng hợp lực của hai lực nào trước con? Dạ hư cô, là con sẽ tìm tổng hợp lực của hai lực lực B với lại lực T cô. Con đi tìm B và T trước. Dạ. Rồi cô, cảm ơn con. Có nghĩa là con hạ đường vuông góc từ B từ N xuống và từ B nối lại các đường đó thì chúng ta sẽ có được một cái hình. Như vậy thì nó hơi phức tạp đó. Tại vì nó sẽ trở thành một cái hình của chúng ta sẽ là thôi, đúng không nào? Như vậy muốn giải quyết ở cái bài toán này như thế nào thì trước hết các con sẽ áp dụng cái điều kiện cân bằng đã. Chúng ta sẽ áp dụng điều kiện cân bằng để chúng ta viết cái biểu thức ra B cộng N cộng T bằng 0. Và muốn giải quyết nó thì chúng ta sẽ chiếu lên các góc theo các phương. N sẽ nằm yên, chúng ta chiếu lên thì thằng chúng ta vẽ cái đường thẳng theo cái ở đây thì chúng ta nên vẽ cái đường vuông góc từ N tới V. Chúng ta sẽ nối lại rồi chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ tìm được T. Cái góc này 30 thì cái góc này cũng là 30 tương ứng với nó, do đó chúng ta sẽ là cốt bằng kề chia huyền. Cạnh kề là cạnh B, chia huyền là cạnh T. Nên đó chúng ta sẽ có được. Và khi đó có rồi thì chúng ta sẽ dùng công thức tan để chúng ta giải quyết vấn đề.
Thì đó là cái nội dung của bài học này. Như vậy trong cái nội dung phần này các con thuộc cho cô cách xác định trọng tâm, điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực, rồi điều kiện cân bằng của vật tác dụng của ba lực để chúng ta giải quyết vấn đề. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết phân tích lực, phải biết áp dụng công thức. Đôi khi chúng ta không đơn thuần là chúng ta dùng cái hệ quy chiếu, mà đôi khi chúng ta sẽ dựa vào hình học để chúng ta tính các cái tính chất, để tìm các cái lực mà chúng ta làm ra sửa ở bài này. Chúng ta dựa vào hình vẽ để chúng ta giải quyết vấn đề. Dựa vào hình vẽ để chúng ta giải quyết một cách rất nhanh hơn là nếu như các con đi áp dụng cái công thức này. Từ công thức này. Như vậy các con ghi cái nội dung vào và chúng ta sẽ làm một số cái câu hỏi trắc nghiệm. Vẽ hình và ghi vào. Trong sách giáo khoa nó cũng có một cái bài mẫu á, ở trang 99. Hình của nó sẽ ngược lại với hình này của mình. Chúng ta hãy nhìn xem phát biểu nào sai nói về trọng tâm của vật. Có thể trùng với tâm đối xứng, hay là một điểm trên vật có thể là ở trên trục đối xứng, hay phụ thuộc vào khối lượng phân bố của vật. Theo các con thì câu nào nói sai? Đánh đáp án lên cho cô. Mạnh Tuấn, theo con câu này là câu nào sai? Dạ, theo con là câu C. Theo con là câu C. Rồi, cô cảm ơn con. Hoàng Khánh, theo con thì câu nào? Dạ, con là câu C luôn cô. À, con cũng là câu C. Ở đây chúng ta nói về trọng tâm của vật, thì trọng tâm của vật nó có thể nằm ở trên trục đối xứng chứ. Câu sai của chúng ta chính là câu B á. Phải là một điểm trên vật, không phải một điểm là điểm nào, nó đâu có rõ nghĩa đâu. Còn tùy theo cái sự phân bố của khối lượng nữa, nên cho đó chúng ta sẽ, cái hình ảnh của chúng ta sẽ phân bố rõ hơn. Rồi, nãy cô không có cho ra chơi, do đó chúng ta sẽ dừng cái bài học này ở đây. Con đóng cửa lại cho chị Hai Thi con. Rồi, các con sẽ dừng ở đây. Cô sẽ gửi bài lên trên nhóm lớp để chúng ta sẽ ghi bài những bạn mà chưa ghi bài đầy đủ. Là các con tranh thủ ăn sáng gì đây để cho học cho môn sau. Rồi, cô chào cả lớp. Chào cho cô. Ừ. Để cô gửi qua bên Zalo lớp. Ừ. Chào cô.